Thưa quý vị, ban nhạc Blood Hound bị hăm dọa sẽ bị truy tố trước tòa án quốc gia Nga, tin từ Anapa, Nga. Vào tuần trước, ban nhạc Hoa Kỳ Blood Hound đã đến biểu diễn ở Ukraine và có hành vi xúc phạm nghiêm trọng quốc kỳ Nga. Ban nhạc sau đó đã tiếp tục đến biểu diễn ở thị trấn Anapa của Nga và bị người dân nơi đây phản đối dữ dội, buộc phải quay trở về nước. Cả hai nước Nga và Ukraine đã cùng bàn bạc về những biện pháp pháp lý áp dụng đối với ban nhạc rock của Hoa Kỳ sau khi một thành viên trong ban nhạc này đã có hành vi xúc phạm đến quốc kỳ của Nga vào trong tuần vào buổi biểu diễn tại Odessa và Kiev. Trong 31 buổi hòa nhạc được tổ chức tại Odessa, Jared Hasselhoff, một thành viên trong ban nhạc Blood Hound Gang, đã có hành vi xúc phạm quốc kỳ Nga. Những hành động đó được hiển thị trên một video do một người nghiệp dư quay lại và đưa lên YouTube, gây một làn sóng phản đối trong người dân nước Nga. Ban nhạc Blood Hound Gang đã bị người dân Nga tẩy chay mạnh mẽ trong ngày thứ Bảy vừa qua, khi họ đến biểu diễn tại lễ hội Kubana ở thị trấn Anapa, nằm gần Biển Đen. Người dân địa phương đã quá phẫn nộ về hành động xúc phạm quốc kỳ Nga của ban nhạc này tại Ukraine. Vì vậy, họ đã la ó khiến buổi biểu diễn của ban nhạc này không thể tiếp tục diễn ra. Trong ngày thứ Sáu tuần trước, một số người dân đã tấn công ban nhạc ngay tại phòng chờ của sân bay Nga, nơi những ca sĩ trong ban nhạc này đang lưu lại chuẩn bị rời khỏi nước Nga. Hôm thứ Hai ngày 5 tháng 8, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết họ đã phát động một cuộc điều tra. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Igor Mikhalko cho biết Cục Cảnh sát Pochersky Metropolitan khởi kiện cho điều khoản 338/1 với tội danh lạm dụng các biểu tượng của chính quyền Ukraine với mức phạt tiền lên đến 7.500 Mỹ Kim hoặc phạt tù đến 6 tháng.